Ngày 23 tháng 7, Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình 1.000 áo mới trao em cho học sinh trường tiểu học Trà Thanh tại điểm trường Bù Dinh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Đây là một phần hoạt động của chương trình 1.000 áo mới trao em do Chi hội Nhà báo của Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh phát động trong phóng viên, biên tập viên và nhân viên của báo. Trong chương trình hôm nay, Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 500 áo mới và 162 phần quà, bao gồm dụng cụ học tập, bánh kẹo với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBS hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng. Hôm nay thì đoàn công tác của Báo Phụ Nữ chúng tôi rất là hạnh phúc khi những ngày hè còn lại trong một mùa hè của các con thì đoàn công tác đến đây để mà thực hiện một cái chương trình từ thiện tặng cho đến các em học sinh khó khăn là con em của bà con dân tộc STEM, những cái món quà rất là ý nghĩa, đó là những chiếc áo, những cái đồ dùng học tập để phục vụ cho năm học mới. Chương trình được khởi nguồn từ một vài cá nhân trong Báo Phụ Nữ, những tấm lòng của các cô chú muốn tặng cho các con những cái món quà, những cái tấm áo mới đầu năm học. Và khi chương trình được chia sẻ thì còn có rất là nhiều cô chú ở trong Báo Phụ Nữ, rồi các mạnh thường quân cũng đồng hành để mà mong muốn góp thêm nhiều tấm áo cho các con được đến trường trong năm học mới. Thưa các thầy cô, thì Báo Phụ Nữ bên cạnh cái hoạt động nội dung thì chương trình Sau Mặt Báo được báo rất là quan tâm, đặc biệt là báo hướng đến các cái đối tượng mà báo đang phục vụ, đó là các phụ nữ và trẻ em, người già. Cho nên là chương trình tặng quà của Báo Phụ Nữ cũng nằm trong cái chuỗi hoạt động trọng điểm về từ thiện. Thì thật ra là sáng nay khi đến đây nhìn thấy các con háo hức, vui tươi để mà đón nhận món quà cũng là một cái nguồn động viên và sự thúc giục cô chú là sẽ cố gắng để mà duy trì cái hoạt động từ thiện này. Thay mặt Báo Phụ Nữ thì chúng tôi cũng rất là trân trọng cảm ơn công ty, những cái tấm lòng hảo tâm, công ty tài chính FE Credit đã đồng hành với Báo Phụ Nữ thực hiện chương trình này. Rất là cảm ơn tất cả các thầy cô, tất cả các anh chị là cán bộ của huyện đã tạo điều kiện để báo được thực hiện một cái chương trình rất là ấm áp để cho các con vào năm học mới. Và xin cảm ơn ạ. Hôm nay hội khuyến học huyện Hớn Quản rất là vui mừng được phối hợp với Chi hội Nhà báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị tài trợ đến tổ chức trao quà cho các em học sinh ở điểm trường Bù Dinh. Lời đầu tiên chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo hai đơn vị, các thành viên trong đoàn đã quan tâm đến các em học sinh không có quãng đường xá xa xôi đến với các em ở điểm trường đặc biệt khó khăn nhất của huyện Hớn Quản của chúng tôi. Con tên là Khánh Trân, con 8 tuổi. Con có bà, ngoại, rồi có mẹ. Bố vô bệnh viện, mấy năm liền con là học sinh xuất sắc. Những em nhỏ đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã vươn lên để có những thành tích học tập tốt trong nhiều năm qua.